Nghiêm chân vương chào. Phút sinh hoạt truyền thống bắt đầu. Kính dâng Bác Hồ lãng hoa đẹp nhất. Biết ơn người sáng lập đời ta, tạo cho lớp lớp tuổi hoa lớn lên tiếp bước ông cha xây đời. Bác Hồ ơi, Bác sống muôn đời, những lời Bác dạy sáng ngời muôn năm. Nhớ ơn Bác kính yêu, hôm nay chúng cháu những đội viên thiếu niên nhi đồng xuất sắc của liên đội trường tiểu học Lý Trạch tụ họp về đây cùng hướng về cội nguồn của dân tộc, một dân tộc anh hùng với những bài ca chiến thắng. Bình minh ta vẫn không quên thời kỳ nô lệ màn đêm mịt mù, trẻ em sống kiếp bần cùng, đói cơm mù chữ nguyện vùng đứng lên. Được sự quan tâm của Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu, ngày 15 tháng 5 năm 1941, đội thiếu niên tiền phong, đội nhi đồng cứu quốc ra đời, lớn lên trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng, trải qua lịch sử đấu tranh dừng nước và giữ nước. Truyền thống đấu tranh của đội ta đã lần lượt ghi tên những đội viên ưu tú. Kim Đồng chính nông văn rền được bầu đội trưởng đầu tiên của mình.
chúng em tiếp bước kim đồng, một bông hoa nhỏ núi rừng chiến khu, tên anh muôn thuở không mờ, trái tim đẹp những ước mơ tuyệt vời. Hơn cam bao lu tham tàn phát sinh, dắt bước ra đi kim đồng lên chiến khu, kim đồng quê hương biết bao xa mờ, kim đồng tên anh lừng lẫy chiến khu. Anh kim đồng ơi, anh kim đồng ơi, tuổi anh xa rồi thương anh xa người đời ta cô nói. Bên con suối nhỏ của vùng rừng núi Cao Bằng, bên những cùm hoa rừng còn ngát hương xuân, kim đồng đã anh dùng ngả xuống khi tròn 15 tuổi. Sự hy sinh cao đẹp của người thiếu niên anh hùng ấy đã trở thành nguồn động viên thôi thúc bao lớp thiếu niên tiếp bước cha anh tiến lên con đường cách mạng. Lê Văn Tám tự tẩm xăng vào mình để đốt kho xăng giả, đến nay đã trở thành ngọn đuốc sống cháy mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Lửa đốt sống được nghìn thu, tố khăn quàng đỏ tuổi thơ anh hùng, nhớ người bạn nhỏ khi thường, thắp cây đốt sống quê hương sáng ngời. Sai ban nước ở miền Bà Rịa Đồng Nai, chỉ Võ Thị Sáu hoa cài tóc mây, giao thông tiếp tế đường dây, bị tù Côn Đảo lòng đầy lạc quan. Trải qua cay đắng, có vinh quang nào không chịu mất mát đau thương, tiếp bước cha anh noi gương những người đi trước, đi theo lý tưởng Bác Hồ, gương cao mãi mãi ngọn cờ Bác trao, xây dựng đội ngày càng vững mạnh, sao nhi đồng lấp lánh ánh thơ, điệp trùng đội ngũ dưới cờ, thế kỷ 21 đón chờ măng non. Đêm lưu một ngàn yêu dấu đang chờ đợi.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị phụ trách cùng toàn thể các bạn đội viên nhi đồng thân mến, hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm học, hòa chung không khí náo nức cùng các liên đội trong toàn huyện Bố Trạch, được sự nhất trí của hội đồng đội xã Lý Trạch, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, liên đội trường tiểu học Lý Trạch tiến hành đại hội cùng đánh giá tổng kết quá trình phấn đấu, đồng thời đề ra chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội năm học 2019-2020. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự với đại hội chúng ta hôm nay vinh dự có cô giáo Trang Thị Mai, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Trịnh Thị Huế, phó hiệu trưởng, cô giáo Phạm Thị Nga, giáo viên đồng phụ trách cùng các cô giáo phụ trách chi đội và 381 bạn đội viên nhi đồng cùng có mặt. Đại hội chúng ta nhiệt liệt vỗ tay vì có sự có mặt của quý vị đại biểu. Đại hội chủ bị ngày 5 tháng 10 năm 2019 đã nhất trí đoàn chủ tịch gồm có 5 bạn: 1. Lê Thị Hiển Nhi lớp 5B, 2. Võ Thủy Anh lớp 5A, lớp 5A, 3. Lê Đỗ Tâm Như lớp 4B, 4. Nguyễn Thị Thu Thủy lớp 4A, 5. Nguyễn Thị Yến lớp 5A. Đại hội nhất trí cho một tràng pháo tay. Mời chủ tịch đoàn lên làm việc. Dạ, thiết kế gồm có 2 bạn: 1. Hoàng Minh Tâm lớp 4B, 2. Hoàng Nhân Bảo Thảo lớp 4B. Người đẹp cô chị quý đối cô đại hội đại diện cho một trạng pháo tay. Thảo Nhi mời thư ký lên làm việc. Cô Huế Hiền Vọng, cô Phương Thể Dục, cô Trang Thị Mai. Tôi xin thông qua chương trình đại hội: 1. Ổn định tổ chức, 2. Kiểm tra tư cách đại biểu, 3. Báo đại biểu, 4. Chào cờ, 5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 6. Bầu chủ tịch, thư ký đại hội,
phần hết chúng ta đã làm xong. 7. Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ năm 2018-2019 và phương hướng công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020. 8. Tham luận về học tập và rèn luyện của các chi đội. 9. Đại biểu phát biểu. 10. Biểu quyết và thông qua chương trình hành động của liên đội. 11. Ban chỉ huy liên đội trả hết nhiệm kỳ. 12. Bầu chỉ huy liên đội mới. 13. Thông qua nghị quyết đại hội. 14. Tổng kết đại hội. Tiếp theo, tôi xin trân trọng mời bạn Võ Thủy Anh lên báo cáo đánh giá hoạt động của liên đội trong năm học 2018-2019. Cầm tay được em, cầm tay được em. Cầm nói của con trang nói nhỏ. Xin thưa đoàn thể đại hội, sau đây em xin trình bày báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Hội đồng đội huyện Bố Trạch, liên đội trường tiểu học Lý Trạch báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. 1. Chủ đề năm học: thiếu nhi Bố Trạch học tập tốt, rèn luyện chăm. 2. Đặc điểm tình hình chung: 1. Thuận lợi, liên đội luôn được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ hội đồng đội, sự quan tâm chỉ đạo của các chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, được sự đầu tư về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động, được sự phối hợp chặt chẽ của phong đoàn, chi đoàn và các tổ chức đoàn thể nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động, sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết của các cô giáo, tổng phụ trách đội, các phụ huynh trưởng, trách các lớp, các thầy cô giáo bộ môn và sự nhiệt tình của ban chỉ huy liên đội. Liên đội đã góp phần lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác trong thời gian qua. 2. Khó khăn. Đa số các em là con gia đình thuần nông, có điều kiện kinh tế, gặp nhiều khó khăn. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi bố mẹ, đi làm xa, không có điều kiện quan tâm con em, nên ảnh hưởng lớn đến việc học tập và hoạt động đội. Một bộ phận các em học sinh chưa ý thức được là việc tham gia sinh hoạt đội nên ít tham gia vào các hoạt động đội. 3. Kết quả các hoạt động: 1. Giáo dục lý tưởng, tự hào truyền thống. Liên đội luyện tập đội hình đội ngũ chuẩn bị cho ngày khai giảng đầu năm học mới, tổ chức khai mong lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường khai mong tốt đẹp. Liên đội luôn xem công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương là nhiệm vụ quan trọng. Nhân cả ngày lễ lớn như ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1/2/9, ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10, và nhà giáo Việt Nam, 20/11, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông xanh sạch đẹp nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành an toàn giao thông cho người dân. Chào anh Hoàng, chào anh Lê Xuân Khai. Ai bị dục đi muộn? Ôi được. Ông bà ra mẹ. Và xin dừng video tại đây.